hạt điều rang muối không chỉ là một món ăn vặt thơm ngon mà còn là kho bảo dinh dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc sau đây là 18 lợi ích hàng đầu của hạt điều rang muối mà bạn có thể đã biết rồi một giàu dinh dưỡng hạt điều cung cấp vitamin e k b 6 mà dây sắc kẽm phát pho và chất béo không bão hòa đơn hai hỗ trợ sức khỏe tim mạch giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt giảm nguy cơ mắc bệnh tim 3. tốt cho xương Magie trong hạt điều giúp duy trì cấu trúc xương chắc khỏe. 4. Kiểm soát cân nặng. Hàm lượng dầu tê in cao và chất sơ giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. 5. Hỗ trợ tiêu hóa, chất sơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột. 6. Tăng cường sức khỏe não bộ, đồng trong hạt điều hỗ trợ sản xuất neuron transmitter, cải thiện chức năng não. 7. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cải thiện độ nhạy của insulin, giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. 8. Hỗ trợ sức khỏe mắt, lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác. 9 cải thiện sức khỏe da, vitamin E và chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV và ống nhiễm. 10. tăng cường hệ miễn dịch, kén giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh nhiễm trùng. 11 giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, trong hạt điều có chứa zeaxanthin, một chất giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. 12, hỗ trợ sức khỏe răng miệng, magie và phosphor, giúp duy trì răng chắc khỏe và ngăn ngừa bệnh nha chu. 13, cải thiện sức khỏe tóc, Đồng giúp giữ màu tóc tự nhiên và giảm thiểu tình trạng tóc khô và gãy rụng. 14 giảm chết và lo âu. Chitophan giúp sản xuất serotonin cải thiện tâm trạng và giảm chết. 15. Hỗ trợ phục hồi cờ bắp là nguồn dầu tê in thực vật tốt, giúp sửa chữa và xây dựng cờ bắp. 16. Giảm viêm, chất chống oxy hóa và chất béo không bão hòa giúp giảm viêm trong cơ thể. 17. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Acid ít giúp giảm cholesterol LDL và tăng HDL. 18. Hỗ trợ sức khỏe nữ giới. Sắt và ma dê giúp giảm nguy cơ mắc chứng thiếu máu và hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, hạt điều rang muối cũng có một số hạn chế như giá cao, hàm lượng calo cao và rủi ro dị ứng. Quan trọng là tiêu thụ chúng một cách điều độ, như một phần của chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh.